Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã dự lễ khởi công thăm các dự án hạ tầng giao thông, an sinh xã hội và sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thủ tướng dự lễ khởi công dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh gồm DT295C, DT285B, kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới. Đường tỉnh DT277B kết nối thành phố Bắc Ninh với cầu Hà Bắc 2. Đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Dự án có tổng chiều dài khoảng 20,2 km, tổng mức đầu tư 1.496 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác. Phát biểu tại lễ khởi công các tuyến đường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông, là một trong ba đột phá chiến lược đã được Đảng xác định, nhất là đối với các tỉnh thành phố như tỉnh Bắc Ninh, đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Biểu dương tỉnh Bắc Ninh đã tích cực xây dựng dự án, chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng việc khởi công mới là bước khởi đầu. Do đó, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo cho người dân nhường đất cho dự án, có cuộc sống ở nơi ở mới tốt hơn, ít nhất là bằng nơi ở cũ. Chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, giao các mỏ vật liệu xây dựng cho các nhà thầu phục vụ dự án. Trong quá trình triển khai dự án, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn, chất lượng kỹ, mỹ thuật, bảo vệ môi trường, không để đội vốn bất hợp lý, chống tiêu cực, tham nhũng trong triển khai các dự án. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các tuyến đường vào tháng 12 năm 2024. Tháng 7 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 34 mặt hàng, trong đó có 7 mặt hàng đạt từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên với trị giá 19,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 66% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt hơn 52 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt hơn 58 tỷ đô la Mỹ. Máy vi tính, điện tử và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với 5,2 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là điện thoại và linh kiện với 3,6 tỷ đô la Mỹ. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và hàng dệt may cùng đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ. Hàng giày dép cũng đạt hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước, giảm 18%. Trong khi đó, phương tiện vận tải phụ tùng lại tăng tới 42%, đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ. Gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 12%. Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đề nghị Hiệp hội Năng lượng Việt Nam kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho tăng giá bán lẻ điện theo biến động các thông số đầu vào nhằm đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh. EVN lý giải nếu thanh toán tiền điện theo đúng hợp đồng thì từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023, dự kiến EVN sẽ thiếu hụt dòng tiền. Hiện tại, EVN đang nợ tiền của các đơn vị phát điện nhằm đảm bảo dòng tiền thanh toán chi phí mua than, dầu, khí, phục vụ sản xuất điện. Năm 2023, kế hoạch đầu tư xây dựng của EVN là hơn 94.800 tỷ đồng. Với kết quả sản xuất kinh doanh lỗ, EVN sẽ gặp những rủi ro như không thể trả nợ đúng hạn, đồng thời các ngân hàng tổ chức tín dụng sẽ khó khăn hơn trong việc phê duyệt các khoản vay, hạn mức vay cho EVN. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận có gần 200.000 ca mắc ung thư mới, số ca tử vong lên đến 82.000 trường hợp. Với gần 74% thì tỷ lệ tử vong do các bệnh ung thư tại Việt Nam ở mức cao, thuộc top đầu thế giới bởi mức độ trung bình thế giới gần 60% và các quốc gia đang phát triển xấp xỉ 70%. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong sàng lọc phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị, nhưng nhiều bệnh nhân ung thư vẫn phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Bệnh ung thư có thể được giảm thiểu và kiểm soát qua việc áp dụng các chiến lược phòng ngừa, phát hiện điều trị sớm ung thư. Nhiều bệnh ung thư có cơ hội chữa lành cao nếu chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách. Sau 2 tháng tổ chức, Hành trình đỏ năm 2023 đã tổ chức được 68 điểm hiến máu chính thức, tiếp nhận trên 45.000 đơn vị máu, 240 điểm hiến máu hưởng ứng. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi lễ tổng kết Hành trình đỏ năm 2023 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Hành trình đỏ là chương trình hiến máu lớn nhất trong năm, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, là giải pháp có hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè. Chương trình năm thứ 11 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 với sự tham gia của 46 tỉnh, thành phố, tiếp nhận gần 70.000 đơn vị máu. Tổng cả các điểm chính và ngày hưởng ứng là tổ chức được 308 điểm hiến máu, tiếp nhận trên 115.000 đơn vị máu. Chương trình đã hoàn thành 5 mục tiêu chính,
gồm tạo chiến dịch truyền thông rộng lớn từ trung ương đến địa phương, đáp ứng nhu cầu máu cho điều trị, nâng cao chất lượng công tác vận động và tiếp nhận máu, điều phối công tác tiếp nhận, cung cấp máu trên toàn quốc và lan tỏa tinh thần nhân ái, yêu thương, thể hiện trách nhiệm với xã hội. Trong đó đặc biệt để lại nhiều dấu ấn trong công tác điều phối máu trên toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét đưa đối tượng giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Người Lao động năm 2023 diễn ra mới đây. Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng đang chủ trì xây dựng luật nhà giáo, trong đó lưu ý các chính sách đối với nhà giáo vùng sâu, vùng xa, khó khăn để động viên đối tượng này. Cùng với đó, hiện cả nước có 16.000 nhóm trẻ độc lập, trong đó có nhiều giáo viên làm việc chưa được tham gia bảo hiểm xã hội, nên rất cần được quan tâm để bảo đảm quyền lợi của họ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số môn thi bị điểm liệt cao nhất cả nước. Như vậy, đây là năm thứ ba liên tiếp Hà Nội đứng ở vị trí này. Nhiều ý kiến cho rằng con số này không phản ánh đúng thực trạng giáo dục của Hà Nội, nhưng cũng là hồi chuông cảnh báo đối với ngành giáo dục thủ đô khi tình trạng học lệch, điểm liệt ngày càng nghiêm trọng như hiện nay. Theo thống kê, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu về điểm số cao các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng cũng là địa phương có nhiều điểm liệt nhất cả nước. Điều này cho thấy giáo dục Hà Nội đang tồn tại khá nhiều vấn đề. Cái điều này cũng đang phản ánh rằng là có một cái sự chênh lệch giữa các cái trường. Ví dụ như ở Hà Nội có những cái trường cũng sẽ phải là cực kỳ điểm rất là cao thì mới có thể đỗ vào được. Nhưng mà có những cái trường thì là cái điểm đầu vào nó cực kỳ thấp. Nó có sự chênh lệch ở trong thành phố nhưng mà khu vực nội thành, bốn cái quận trung tâm hoặc là những cái trường ngoại thành thì nó có một cái mức độ chênh lệch khá là nhiều. Đây có thể là do cái khả năng học tập của các bạn ấy ở những cái môn học đó thì thực sự được chưa được là cao. Và đồng thời song song với việc cái khả năng học tập thì cũng có thể là do cái định hướng của gia đình, định hướng các bạn ấy theo một cái môn học nào đó mà đánh bỏ qua những cái môn học còn lại, dẫn đến cái tình trạng cái điểm lệch hoặc điểm liệt là có. Cũng theo chia sẻ từ chính các bạn học sinh, thì việc hiện nay nhiều trường xét duyệt đại học thông qua đánh giá các chứng chỉ quốc tế hay học bạ cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng học lệch, học không đồng đều các môn của học sinh. Em nghĩ là các bạn đấy đã có những cái định hướng riêng cho bản thân mình. Ví dụ như những bạn mà để tâm đến khối công an thì các bạn chỉ cần quan tâm đến những môn thuộc khối toán lý hóa thôi. Còn những môn ngoài khối toán lý hóa như là anh văn thì bạn ấy sẽ ít để tâm hơn. Vậy nên dẫn đến là tinh thần chủ quan và dễ dẫn đến là sẽ có điểm liệt. Nếu mà bạn ấy ví dụ như xét học bạ rồi bạn ấy đỗ rồi ấy, thì bạn ấy chỉ cần thi thấp thấp thôi, cũng chỉ cần thi qua thôi. Mà bạn ấy không cần thi điểm cao như các bạn khác. Đây là những tồn tại mà ngành giáo dục thủ đô cần phải giải quyết trong thời gian tới, khi mà Hà Nội đang hướng đến đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất. Sẽ cần phải có một cái khâu đột phá nào đó ở trong cái việc là đánh giá người học, không chỉ tập trung vào cái miền nhận thức, tức là cái kết quả học tập nữa, mà còn phải đánh giá vào các cái miền phi nhận thức. Ví dụ như là cái khả năng độc lập tự chủ, khả năng tư duy phản biện hay là cái khả năng sáng tạo của người học như thế nào, thì lúc đấy mình mới có thể là có được một cái sự so sánh nó toàn diện hơn. Khi mà tính cái điểm cần đạt của học sinh đối với tất cả các môn, theo tôi nghĩ cần phải xem xét lại. Nó không phải là điểm 1 trở xuống nữa mà phải cao hơn. Ví dụ như là từ 5 điểm trở lên chẳng hạn, thì đấy là những cái kiến thức căn bản cần phải có của một công dân. Nếu khi chúng ta làm được cái tính toán là cái điểm liệt mà nó không phải là 1 trở xuống nữa, thì như vậy là tự cá nhân, giáo viên, phụ huynh và quan trọng nhất là học sinh có thái độ và ý thức học tập hơn và không chỉ tập trung vào các cái môn mà định hướng trong tương lai mà cần phải học đầy đủ và toàn diện thêm các cái môn học khác nữa. Học lệch đã từng gây nên những cú sốc đầu đời cho nhiều bạn học sinh khi là học sinh trường chuyên nhưng lại chưa tốt nghiệp hoặc nhận về điểm liệt, ảnh hưởng trực tiếp đến cánh cửa vào đại học của các em. Việc giáo dục một con người không chỉ dựa vào điểm số mà còn là quá trình giúp mỗi bạn học sinh trưởng thành và phát triển theo năng lực. Đã đến lúc mỗi bạn học sinh, mỗi phụ huynh, nhà trường và cả những người làm giáo dục cần nhìn nhận lại để có những định hướng học tập và giáo dục phù hợp, tránh tình trạng phổ biến học lệch, điểm liệt như hiện nay. Nhằm tạo sân chơi cho các học sinh đồng thời vun đắp tình yêu của các em đối với môn toán học, sáng nay cuộc thi Tiểu Thần Toán 2023 khu vực phía Bắc đã được tổ chức tại Hà Nội. Cuộc thi được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam bảo trợ. Các thí sinh tham gia vòng chung kết phía Bắc đã gây ấn tượng mạnh với các câu trả lời nhanh chính xác chỉ trong 15 phút.
Đặc biệt cuộc thi năm nay gây ấn tượng bởi màn thể hiện khả năng tính toán của 3 bạn thí sinh đội tuyển siêu trí tuệ B-Smart với các phép tính nhân chia, khai căn lũy thừa nhiều chữ số được thực hiện với thời gian rất nhanh, tính bằng giây bởi các em học sinh 7 đến 8 tuổi, khiến nhiều phụ huynh không khỏi bất ngờ. Cuộc thi tiểu phân toán là một sân chơi, không những được đi thi mà các con còn được đi chơi. Thông qua cái việc đó các con cảm thấy rất là tự tin khi tham gia các cuộc thi mà không cảm thấy sợ hãi trong việc học tập. Và chúng tôi hy vọng rằng đây là một sân chơi và chúng tôi sẽ tổ chức được thêm nhiều những sân chơi tương tự như thế này đến cho các con ở mọi miền Tổ quốc cũng như ở trên thế giới. Đề thi được xây dựng theo 11 cấp độ toán tư duy đã giúp các thí sinh tự tin thể hiện kiến thức, nâng cao sự tự tin và tư duy sáng tạo của bản thân. Con thấy bộ môn toán tư duy này giúp con có thể rèn luyện trí thông minh, rèn luyện bộ não của mình và giúp con có thể tính được nhanh hơn. Đối với cháu nhà mình ấy thì sau khi học toán về thì những cái mà mình giao cho bé hàng ngày thì bé gần như là bé thực hiện theo được theo một cái gì đó nó khoa học hơn, mình cảm nhận là khoa học hơn. Và những cái gì mình nhắc nhở cháu thì cháu nhớ kỹ hơn cái lời của mình dặn. Đây là cuộc thi năm thứ 5 và có rất nhiều bạn đã tham gia từ cuộc thi năm đầu tiên cho đến thời điểm này. Có thể nói rằng là rất nhiều những bạn ở trong mỗi một cuộc thi sau khi các con ra khỏi phòng thi đấu thì các con đã có những cái sự tự tin rất lớn và từ đó các con quay trở về phục vụ cho cái việc học tập của các con. Có một cái hay trong cái bộ môn này là các con được luyện trí não, được tập gym cho não bộ nên là cái não bộ của con trở nên khá là thông minh, khả năng tập trung tốt và từ đó các con đã phục vụ cho những cái bộ môn văn hóa ở trên trường cũng như là khả năng tư duy ở bên ngoài cuộc sống. Sau khu vực phía Bắc, vòng chung kết khu vực phía Nam sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 8 tới. Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, 7 tháng qua, ngành du lịch Hà Nội đã đón được gần 15 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, du lịch quốc tế ước đạt hơn 2,4 triệu lượt. Đáng chú ý, chỉ tính riêng tháng 7, số du khách đến thủ đô gần 2,4 triệu lượt, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh sự phong phú về các sản phẩm du lịch, gần 6.000 di tích lịch sử văn hóa, gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể, thì việc tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô trên các kênh truyền thông quốc tế, mạng xã hội đã giúp du khách nước ngoài đến với Hà Nội nhiều hơn. Tháng 7 là tháng đầu tiên ngành du lịch đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế tính từ khi mở cửa vào tháng 3 năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7, cả nước đã đón gần 6,6 triệu lượt khách quốc tế, bằng 83% kế hoạch năm 2023. Như vậy, mục tiêu đón khách quốc tế của năm nay có thể hoàn thành sớm. Sau khi đón hơn 965.000 khách quốc tế trong tháng 6, du lịch Việt Nam lại đạt cột mốc mới khi đón 1,038 triệu khách quốc tế trong tháng 7 năm 2023. Đây cũng là tháng đầu tiên kể từ khi mở cửa du lịch quốc tế vào tháng 3 năm ngoái, du lịch Việt Nam đón trên 1 triệu khách một tháng. Cả thị trường truyền thống và thị trường mới khai thác đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất tốt. Với cái việc mà 6 tháng đầu năm 2023, chúng ta đã đạt được tới là 69% cái lượng khách du lịch quốc tế và lượng khách du lịch nội địa với một con số là 64 triệu lượt khách, thì chúng tôi cho rằng là cái khả năng mà để đạt và vượt cái nhiệm vụ chỉ tiêu của năm 2023 là khá khả quan. Tính đến tháng 7, du lịch Việt Nam đã đạt 83% kế hoạch cả năm về đón khách quốc tế. Nhiều khả năng, ngành sẽ hoàn thành sớm mục tiêu và còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm. Cùng với đó là chính sách visa mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8, đang tạo cơ hội cho ngành du lịch thu hút khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn, lưu trú dài ngày hơn và chi tiêu nhiều hơn. Cái chính sách thị thực mới sẽ mở đường cho rất nhiều luồng khách mới, đặc biệt là những luồng khách chủ động, luồng khách gia đình, những luồng khách đi nhỏ lẻ. Thế thì chúng tôi kỳ vọng năm nay thì chúng ta phải, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn chúng ta phải đạt được vượt qua con số 12 triệu khách cho năm 2023, tạo đà cho 24, 25 thì chúng ta sẽ quay lại 18 triệu khách, hy vọng là 2025. Với cái việc mà Quốc hội cũng đã thông qua cái điều chỉnh về cái hình thức cấp thị thực bằng hình thức điện tử cũng như là tăng thêm thời hạn lưu trú, thì tôi cho rằng đây là một cái thể hiện một sự quan tâm rất là lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng như là sự phối hợp của các bộ ngành liên quan trong cái việc phối hợp cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch
tạo nên một cái chính sách đột phá, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cũng như là nâng cao được cái năng lực cạnh tranh. Việc sớm hoàn thành mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 sẽ là tiền đề tốt để Việt Nam đạt mục tiêu cao hơn trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, để đạt con số 18 triệu khách quốc tế của năm 2019 thì còn một khoảng cách khá xa, và bản thân ngành du lịch cùng các doanh nghiệp, điểm đến sẽ cần phải tiếp tục nỗ lực làm mới sản phẩm, tạo ra nhiều trải nghiệm để hút khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn trong thời gian tới. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng tại bờ hào thành cổ Sơn Tây ngày 27 tháng 7. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 27 tháng 7, tại khu vực đường bờ hào thành cổ Sơn Tây, hai nam thanh niên đi trên một xe máy dạng Honda Way màu trắng, không biển kiểm soát, di chuyển với tốc độ cao, mang theo hung khí tự chế kéo lê xuống đường gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang, bất an cho người dân. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với một thanh niên tại thị xã Sơn Tây từ trước, DDT, sinh năm 2006 ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đã rủ GVT, sinh năm 2001 ở xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, và NMP, sinh năm 1995 ở xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, mang theo hung khí là dao tự chế để đi giải quyết mâu thuẫn. Hiện, Công an thị xã Sơn Tây đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa phối hợp triệt phá vụ mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ kiểm tra quán karaoke VT09, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, phát hiện có 13 nhân viên phục vụ, trong đó có 4 nhân viên dưới 16 tuổi. Quá trình xác minh, căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đủ cơ sở chứng minh các đối tượng đã có hành vi mua bán nạn nhân TNT, sinh năm 2007, trú tại tỉnh Trà Vinh khi chưa đủ 16 tuổi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đồng Thị Bé Hai, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Huệ Hiếu, sinh năm 1988, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Riêng Nguyễn Hoàng Phong đã bị bắt tạm giam trước đó trong một vụ án mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Liên quan vụ cháy hàng loạt tàu cá tại cảng cá Lạch Quen, cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ sự cố chập điện tại tàu cá mang số hiệu NA99699TS, sau đó cháy lan sang nhiều tàu cá khác. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 7, một tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Lạch Quen bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng tại chỗ nỗ lực dập lửa, đưa các tàu cá khác đến nơi an toàn. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ cháy, các tàu neo đậu với mật độ dày đặc lại gặp gió to, khiến ngọn lửa lan nhanh sang các tàu bên cạnh. Hậu quả khiến 5 chiếc tàu cá bị thiêu rụi, không thể sửa chữa được. Ước tính thiệt hại trên 45 tỷ đồng và nhiều chiếc khác bị hư hại nhẹ. Vụ việc không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho các chủ tàu mà còn khiến nhiều người trắng tay, mất công ăn việc làm. Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo xã Sơn Hải và xã Quỳnh Long kêu gọi vận động, ủng hộ giúp đỡ các chủ tàu cá bị cháy. Bước đầu, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu cũng đã hỗ trợ mỗi tàu bị cháy số tiền 20 triệu đồng. Trưa nay tại quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ sạt lở. Một tảng đá lớn giữa đèo Bảo Lộc rơi xuống đường khiến nhiều người lưu thông hoảng hồn. Do mưa lớn kéo dài, một tảng đá lớn trên vách núi ở vị trí cầu 1, cầu hẹp lăn xuống chắn ngang quốc lộ 20. Rất may thời điểm trên không có phương tiện nào ngang qua nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách chốt đèo Bảo Lộc, phòng cảnh sát giao thông Lâm Đồng đã có mặt, phối hợp với người dân di chuyển tảng đá ra khỏi lòng đường để các phương tiện di chuyển. Trạm cảnh sát giao thông Maragui đề nghị các lái xe tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát giao thông khi lên và xuống đèo, vì hiện tại đèo Bảo Lộc sương mù dày đặc. Khu tài chính ở Moscow, Nga bị máy bay không người lái tấn công. Chính phủ mới của Campuchia tiếp tục giữ mục tiêu tăng trưởng 6,6% vào năm 2024. Chiều qua, theo giờ địa phương, một vụ nổ kho pháo hoa đã xảy ra tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan. Các nhà chức trách cho biết đã có ít nhất 10 người thiệt mạng, khoảng 120 người bị thương và hàng trăm người đã phải di chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời.
Theo cơ quan phòng ngừa và giảm thiểu thảm họa, khoảng 200 nhà dân ở khu vực này đã bị hư hại. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh tất cả các đơn vị liên quan cần chăm sóc tốt nhất cho những người bị thương và bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Nhà chức trách địa phương cho biết, điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân là lỗi kỹ thuật trong quá trình hàn thép khi thi công sửa chữa tòa nhà, khiến khu nhà kho chứa pháo hoa phát nổ. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết rạng sáng nay 30 tháng 7, khu tài chính và kinh doanh mang tính biểu tượng của thủ đô nước Nga đã bị máy bay không người lái UAV tấn công. Truyền thông địa phương đưa tin, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tòa nhà bị hư hại đã được sơ tán và quy trình đảm bảo an ninh tại các tòa nhà cao tầng khác cũng đã được thực hiện. Khu vực bị tấn công là ở quận trung tâm thương mại quốc tế Moscow, bao gồm các tòa nhà chọc trời với các khu văn phòng và căn hộ cao cấp và không gian văn phòng. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, mặt tiền của hai tòa tháp văn phòng ở khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng ở Moscow đã bị hư hại sau vụ tấn công, song không gây ra thương vong nào. Đây là đợt tấn công gây chấn động nhất kể từ khi hai máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin vào hồi tháng 5 vừa qua. Nga cáo buộc các cuộc tấn công như vậy là hành động khủng bố và tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả. Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho biết, chính phủ mới của nước này sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách và phát huy thành quả của khóa trước nhằm thúc đẩy sự phát triển không ngừng trên cả nước, đặc biệt sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,6% vào năm 2024. Theo Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Lim Heng, trong dự thảo tài chính năm 2024, Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đã nêu bật triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024, dự kiến sẽ đạt tăng trưởng tốt với tốc độ lạm phát chậm lại. Trên cơ sở này, tăng trưởng kinh tế của Campuchia vào năm 2024 kỳ vọng sẽ đạt 6,6%, với mức lạm phát ở mức có thể kiểm soát được là 2,5% và duy trì tỷ giá hối đoái ổn định. Nguyên nhân Campuchia có thể đạt tăng trưởng cao là do sự chủ động trong nước đối với các thách thức và rủi ro lớn, giá trị đầu tư tăng, tận dụng tốt lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, tình hình kinh tế khu vực và thế giới khả quan. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính phủ nước này sẽ trích một phần thu nhập gia tăng từ việc ngũ cốc tăng giá để hỗ trợ châu Phi thông qua việc giao lương thực miễn phí. Tổng thống Putin cho biết, việc Nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen sẽ khiến mặt hàng này tăng giá nhẹ trên thị trường thế giới, đồng nghĩa các công ty Nga sẽ được hưởng lợi và kéo theo thu nhập từ thuế liên quan đến mặt hàng này cũng tăng. Phía Nga sẽ chia sẻ một phần thu nhập này với các nước nghèo nhất thông qua việc chuyển giao cho họ một lượng thực phẩm nhất định. Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể tại Diễn đàn Đối tác Nga-Châu Phi, Tổng thống Putin đã tuyên bố sẽ cung cấp ngũ cốc miễn phí cho các nước Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Cộng hòa Trung Phi và Eritrea. Trong khi đó, hôm qua, Nga đã thông báo tạm dừng xuất khẩu gạo cho đến cuối năm nay để hỗ trợ thị trường nội địa. Theo một báo cáo do Hội đồng Khí hậu Australia công bố, tỷ lệ các chuyến đi được thực hiện bằng phương tiện cá nhân tại Australia cần giảm hơn một nửa, từ 81% xuống 36% vào năm 2030 để hiện thực hóa cam kết về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính dẫn đến biến đổi khí hậu. Chính phủ Australia đã cam kết đến năm 2030 giảm 43% lượng khí thải nhà kính so với mức của năm 2005. Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng trên, Hội đồng Khí hậu Australia cho biết, người dân nước này nên sử dụng nhiều hơn các phương tiện giao thông công cộng. Theo đó, tăng tỷ lệ sử dụng phương tiện công cộng cho các chuyến đi hiện nay là 14% lên 49%. Trung bình một hộ gia đình của Australia có 2 xe ô tô chạy bằng xăng và hội đồng này kỳ vọng một trong hai ô tô này sẽ được thay thế bằng xe điện trong tương lai và chiếc còn lại được thay thế bằng phương tiện giao thông công cộng. Hội đồng này cũng nêu rõ, người dân Australia cần chuyển đổi cách thức sử dụng hệ thống giao thông, từ hệ thống chỉ tập trung vào việc di chuyển bằng ô tô cá nhân sang ưu tiên việc di chuyển bằng phương tiện công cộng. Và giải pháp đơn giản nhất hiện nay là tăng số lượng xe buýt điện lên mức đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Theo các chuyên gia, hai tuần nắng nóng và cháy rừng vừa qua đã xác nhận những lo ngại rằng hệ sinh thái Hy Lạp đang đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn. Đài quan sát quốc gia Athens cho biết, cháy rừng đã thiêu trụi 50.000 hecta, khiến tháng 7 trở thành giai đoạn có thiệt hại đất đai nghiêm trọng nhất trong 13 năm của Hy Lạp. Giám đốc nghiên cứu của Đài quan sát quốc gia Athens nhấn mạnh, nguyên nhân là Hy Lạp đã trải qua mùa đông khô ráo, trong khi các cơn mưa mùa xuân không đủ để duy trì độ ẩm trong đất. Bộ trưởng Bảo vệ Dân sự Hy Lạp cho biết lực lượng cứu hỏa đã phải nỗ lực ứng phó với hơn 600 đám cháy trong tháng này, tương đương 50-70 đám cháy mỗi ngày. Người đứng đầu Liên hiệp Lâm nghiệp Hy Lạp nhận định cháy rừng liên tiếp đang khiến hệ sinh thái nước này đối mặt với nguy hiểm.
trong khi đài quan sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu ước tính, lượng khói thải ra từ các trận cháy rừng tại Hy Lạp đã lên mức cao nhất trong 21 năm. Mới đây, một nông dân Mỹ đã quyết định gieo trồng một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông và người bạn đời. Ông Lee Winston đã nảy ra ý tưởng này khi cân nhắc xem món quà nào có thể thực sự thể hiện tình yêu của mình dành cho bà Rini, vợ ông, trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Bà ấy luôn thích hoa hướng dương, vì vậy chúng tôi đã trồng cho bà ấy 80 mẫu hoa hướng dương, tương đương hơn 32 hectare. Với sự giúp đỡ của con trai, ông Lee đã bí mật gieo trồng trên cánh đồng từ tháng 5. Khoảnh khắc vui vẻ đã đến khi bà Rini lần đầu tiên được nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương đầy mê hoặc này. Nó khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt, không có món quà kỷ niệm nào hoàn hảo hơn một cánh đồng hoa hướng dương. Cánh đồng hoa hướng dương đã trở thành thỏi nam châm thu hút du khách từ khắp mọi nẻo đường của Kansas và ghi lại những khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ giữa biển hoa hướng dương vàng rực rỡ. Chuyển sang phần tin thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm nay và ngày mai, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Và những thông tin thời tiết này cũng sẽ khép lại bản tin Nhịp sống hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía đông bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía tây bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.